Thì ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà em sẽ chuẩn bị vào xe vào phòng mổ để mọi người cùng xem live stream ngày hôm nay. Và cái ca phẫu thuật ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó là một ca phẫu thuật độn mông. Và trên tay của em đây là hiện tại là cái túi độn mông. Túi này là cũng là của hãng Motiva luôn, cũng là của Hoa Kỳ, là của Mỹ luôn nha mọi người. Và bên trong của cái túi độn mông này là nó cũng nó như thế này đây. Cái túi độn mông là như thế này. Cái túi độn mông này nó cũng tựa như là cái túi ngực, có nghĩa là ở bên trong nó cũng vẫn còn cái lớp gel đặt để nhằm mình giúp cho cái phần mông mà khi mình độn vào á nó tự nhiên và nó hài hòa với lại cái mông của mình. Đó, đây cái túi này chúng ta Motiva cái mông. Cái điểm khác biệt của túi mông thì mất chúng ta thấy không? Đây là cục chip đúng không? À, túi mông là túi mông cái hình oval hình giọt nước thì nó vì đa phần cái mông ta phía ngoài nó lép đó, hình giọt nước oval thì ta đặt túi này là nó phù hợp chứ không là túi tròn. Đặc biệt cái túi này có một con chip nó chứa tất thông tin. Và chúng ta thấy trên cái túi nó có hai cái viền màu xanh này, thấy không? À, viền màu xanh mục đích làm gì? Khi chúng ta đặt đúng vị trí rồi thì cái viền màu xanh này định chúng ta nhiều lúc đặt nó xoay không đúng vị trí. Cái vị trí đặt đúng rồi thì chúng ta kiểm tra, ví dụ chúng ta thấy bị nghiêng bị bẹo thì chúng ta chụp x quang thì đặc biệt hai cái đường viền nó sẽ phản quang. Đó, nó làm cho mình thấy rõ vị trí.